Bạn vẫn gặp được rất nhiều điều may mắn, phép màu, những điều kỳ diệu đến với cuộc đời. Dù bạn chưa từng ứng dụng về luật hấp dẫn, chưa từng biết về luật hấp dẫn hay chưa từng tìm hiểu về luật hấp dẫn, thì hầu hết chúng ta có thói quen là vào thời điểm vàng, đó là trước khi đi ngủ và sáng khi thức dậy, chúng ta hay suy nghĩ tập trung vào những điều không mong muốn, vào những điều không tích cực, vào những sự kiện, những vấn đề mà chúng ta đang gặp trước khi đi ngủ. Thì chúng ta lo lắng về tiền bạc, đây chính là thói quen của chúng ta, và vô tình theo luật hấp dẫn thì hấp dẫn những cái điều đó đến với cuộc đời của chúng ta, những sự kiện, những con người không được tích cực đó đến với cuộc đời của chúng ta. Vì hai cái thời điểm này là hai cái thời điểm vàng, chúng ta giao tiếp rất mạnh với tiềm thức, với năm giác quan của chúng ta tiếp xúc rất nhiều, được lặp đi lặp lại với những ý niệm, những sự kiện không được tích cực. Ngày hôm nay chúng ta hãy thay đổi lại cái chú ý hai thời điểm vàng. Thì trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, chúng ta hãy tập trung vào lòng biết ơn và tình yêu thương, vào những cái điều mà tích cực, vào những cái điều tốt đẹp. Chúng ta hãy cho năm giác quan là mắt ta nhìn thấy, ở chúng ta đọc được những cái điều tích cực, tai chúng ta nghe được những cái điều tích cực, những lời nói tích cực, những điều chúng ta đang suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta tập trung vào những cái sự kiện tích cực, về những con người tích cực và những cái câu chuyện truyền cảm hứng của những người thành công, giàu có, thịnh vượng, thì chắc chắn rằng cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo hướng tích cực. Những điều tốt đẹp, những điều vi diệu, may mắn sẽ dần dần đến với các bạn nhiều hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe hết video. Xin chào.